một lần nữa tôi các bạn chúng ta cùng nhìn một tràng pháo tay thật lớn từ đồng nghiệp đến chúc mừng. Now with the 491 to receive the incorrect prize number 1. Và ngay bây giờ trân trọng và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời. Và thưa các bạn, chúng ta cùng nhìn một trọng tay lớn tầng nhộn nhiều để chúc mừng. Congratulations to the first prize. Tiếp theo xin mời. Và thưa các bạn, chúng ta cùng nhìn một trọng tay lớn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau công bố giải nhì và giải nhất. 100%. Oh, 100%. Còn bạn thì sao? 100%. Dạ. Còn ai bình chọn cho đơn vị dự thi số 27 à? Dạ, người con gái duy nhất ở khu vực này. Bạn ơi, bạn. Dạ, khi mang thân người là con của Bến Tre thì mình nghĩ là 200% cũng xứng đáng ạ. Thành nhân của Bình Đại Bến Tre hy vọng rằng là Bến Tre sẽ được vinh quang ngày hôm nay. Dạ con thì sao ạ? 95%. Dạ. Bây giờ đội nào nhảy nhất chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau được không ạ? Giống năm qua đó mọi người ạ. Dạ. Của cuộc thi giao lưu quốc tế món ngon có nguyên liệu từ sâm, hương liệu, dược liệu thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 thuộc về đơn vị có số điểm 97. Tuấn Dũng Phương Dương xin chúc mừng. Congratulations to the team number 8 receiving the first prize. Như vậy thì giải nhì sẽ thuộc về Duy Phương Tuyết Linh với đơn vị dự thi số 27, số điểm rất sát sao 94. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn đồng nghiệp để chúc mừng giải nhì của chúng ta ngày hôm nay, Duy Phương Tuyết Linh. Congratulations to the second prize today. Give a big applause to the team. Các anh chị sẽ giữ nguyên vị trí này các anh chị nhé. Và tiếp theo chúng tôi xin đọc kính mời đại diện của và ngay bây giờ chúng tôi sẽ đọc kính mời chúng ta đã cùng nhau đến với hiện kim 30 triệu đồng ngày hôm nay. Bởi vì đó là những món quà đến từ các đơn vị tài trợ mình luôn niềm với nhau. Và thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn đồng nghiệp để chúc mừng.